Sáng nay, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy Nguyễn Hồng Lĩnh đã chủ trì hội nghị triển khai quyết định về công tác cán bộ. Dự hội nghị có các đồng chí Hồ Thanh Sơn, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Quản Minh Cường, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Trưởng đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh, các đồng chí trong Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Ban Thường vụ Thành ủy Biên Hòa cùng đại diện Văn phòng Trung ương Đảng, Ủy ban Kiểm tra Trung ương khu vực phía Nam. Tại hội nghị, đồng chí Đào Văn Phước, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Trưởng ban Tổ chức Tỉnh ủy đã công bố quyết định của Ban Bí thư Trung ương Đảng do Thường trực Ban Bí thư Lương Cường ký về việc chú ý đồng chí Hồ Văn Nam, Tỉnh ủy viên, Bí thư Thành ủy Biên Hòa tham gia Ban Thường vụ Tỉnh ủy Đồng Nai nhiệm kỳ 2020-2025. Phát biểu nhận nhiệm vụ, đồng chí Hồ Văn Nam cảm ơn Ban Bí thư Trung ương Đảng, Ban Chấp hành Ban Thường vụ và Thường trực Tỉnh ủy Đồng Nai đã tin tưởng giao nhiệm vụ và khẳng định sẽ cố gắng hết sức cùng tập thể Ban Thường vụ Thành ủy quyết liệt tháo gỡ những khó khăn, rào cản, thúc đẩy xây dựng đô thị Biên Hòa ngày càng phát triển xứng tầm. Phát biểu tại buổi lễ, Bí thư Tỉnh ủy Nguyễn Hồng Lĩnh đã chúc mừng đồng chí Hồ Văn Nam, đồng thời cho biết việc bổ sung đồng chí Hồ Văn Nam là một bước kiện toàn Ban Thường vụ Tỉnh ủy nhiệm kỳ 2020-2025 đủ số lượng và chất lượng. Lãnh đạo Tỉnh ủy kỳ vọng đồng chí Hồ Văn Nam phát huy trí tuệ, tâm huyết cùng với Ban Thường vụ Tỉnh ủy lãnh đạo thực hiện thắng lợi nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ 11 đã đề ra và lãnh đạo thành phố Biên Hòa phát triển mạnh mẽ, xứng tầm đô thị loại 1 trực thuộc tỉnh, xứng đáng với kỳ vọng của Ban Thường vụ Tỉnh ủy.